Xin chào. Xin chào. Nói tiếng Việt được ạ. Tôi là người liền Phú Hóa. Ở bên đó, ở bên Mỹ. Mình nghỉ hưu 5 năm rồi. 5 năm rồi. Làm việc 33 năm ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, USA. Tiểu bang Portland có nhiều người Việt. Ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ở đâu? Ở Mỹ. Ở Mỹ. New York. Oh, hai tháp. Hai tháp. Yeah, buồn lắm. Các bạn biết ngày đó 343 người liên khóa chết một lúc. Yeah, 343. Yeah, đúng. Đài. Mà khoan thì cảnh sát. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa?